Chào mọi người, em tiếp tục giới thiệu đến mọi người HP máy trạm ha mọi người, cái dòng Workstation. Con này là i7 chip HQ. Thì như thế nào mọi người từ từ tìm hiểu với em. Đầu tiên là con này là em thấy nó rất là đẹp luôn mọi người. Vỏ nhôm, chất đẹp, dòng máy trạm. Nên mọi người nào viền nhôm, sáng trưng luôn. Đẹp không một vết trầy xước gì hết. Con này rất là đẹp ha mọi người, các ngõ kết nối nè. Hai ngõ USB HDMI, hai ngõ Type C sấm sét. Giờ đây mọi người ha, đây chữ nè, Mobile Workstation. Cái con máy còn rất là đẹp, sạch sẽ, đẹp, đầy đủ các ngõ kết nối, rất là đẹp luôn. Đây mọi người, cái đế nè, cái viền nhôm, full nhôm toàn bộ mọi người ha. Dòng HP ZBook, dòng cao cấp. Phím có LED ha, cũng có phím số bên hông nữa nè, đẹp cực kỳ. Con này còn rất là đẹp, không có lỗi làm gì hết luôn. Màn hình 15.6 inch Full HD cũng rất là sáng. Màn hình trên cái dòng mà 15G3 cái này là cái máy gì, 15 ZB 15G3 này á, là màn hình nó rất là đẹp mọi người. Nè, cấu hình là i7 6700HQ ha mọi người. Đây, thì mọi người để ý giùm em cái chỗ này nè, cái chỗ mà 6700 i7 6700HQ, mặc dù 6700 nhưng mà nó chip HQ. Chứ HQ rất là khỏe, vẫn là 2.6 mà 8 luôn mọi người, 8 CPU lận. Nó giống như những con mà cái luồng này là mấy cái mà chip đời 8 trở lên là nó có đó mọi người. Mọi người để ý ha. RAM 32GB cũng tương tự như mấy cái mà chip Xeon em nói. Con máy này nó tới 4 khe RAM lận. Hiện tại là nó đang có 2 khe RAM, là em bỏ mỗi cây 16GB trong đó. Bây giờ mọi người muốn nâng cấp lên 64GB luôn á, bỏ thêm 2 cây nữa là hả, mình nâng cấp lên 64GB lận. Cái dòng này rất khủng, nó chừa nhiều ổ cho mình nâng cấp được. Và đặc biệt nè, nó chạy song song hai card màn hình. Card màn hình một là display, một là trong máy graphics 530 ha. Display 2 á là đây nè, quad DOM 1000 card RAID nè, card RAID 2GB mọi người ha. Đây nè. Đó, M1000 nè, thì cũng card RAID làm đồ họa hay thiết kế hay vẽ làm cái gì là cũng rất là nhanh. Đặc biệt cái chỗ này nữa, rất là nhiều ổ luôn. Cái máy này á, RAM nó cũng nhiều mà ổ cứng nó cũng nhiều nữa. Nó chạy nè, SSD 128 cộng SSD 256, rồi cộng cái HDD 500GB nữa. Và mọi người tha hồ chứa, hiện tại là trong máy nó đang chạy 3 ổ, một SSD 128, một SSD 256 và một HDD 500. Đó, là ra cả đống vậy luôn nè mọi người ha. Cũng tiện cực kỳ luôn á. Sau này mình muốn nâng cấp lên nó dễ lắm. Mình bỏ cái 128, mình bỏ cái 512, hay bỏ 256, bỏ 512, hoặc là mình bỏ 128 mình thay. Nói chung là nó hiện tại nó có 3 cái khe và 3 cái ổ vậy, xong mình muốn nâng cấp là rất là dễ luôn mọi người. Màn hình là đẹp không lỗi gì hết trơn nha mọi người. Màn hình là siêu đẹp. Màn hình là xài nó xong rồi xài mấy cái khác là nhìn rất là khác với những cái màn khác đó. Nó sáng cực kỳ luôn, nó đã lắm. 1920x1080 nè. Cũng vậy thôi. Cũng nói mọi người luôn là bản không có webcam ha, nó không, đa số chip Xeon hay là chip HQ bên em về, mà cái dòng máy trạm của 15G3 này là nó đều không có webcam hết. Máy hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ và nó có cục sạc zin theo máy của nó, là sạc HP mọi người, sạc 150W, sạc lớn ha. Giá 9 triệu thôi nha mọi người, 9 triệu nhưng mà được cái là máy đẹp cực kỳ luôn á mọi người. Máy đẹp quá trời đẹp luôn, không thể chê vào đâu được. Full nhôm toàn bộ ha. Phía sau nó nè mọi người nè. Đó. Máy nhà em là bao zin nguyên 100%, không có sửa chữa gì hết nên mọi người cứ yên tâm. Đó. Mọi người mua máy thì cọc cho em 1 triệu, còn lại thì ship code, kiểm tra hàng rồi thu hộ. Em bao test 1 tuần, trong thời gian 1 tuần đó mà máy có lỗi gì thì em sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Còn riêng về chất lượng máy thì em có bao zin nguyên 100%, mọi người cứ yên tâm. Máy là không có sửa chữa gì hết. Mình là liên kết với công ty ở bên Nhật về là máy về sau là mình bán vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.